Khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chính thức phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, rất nhiều học sinh lớp 11 trong tỉnh cảm thấy nhẹ nhõm bởi sự thay đổi này phù hợp với chương trình các em đang học. Phương án thi của Bộ Giáo dục rất là hợp lý ạ. Để cho nhà em là giảm bớt căng thẳng, khối C là chuyên văn sử địa thì mình sẽ tập trung vào học tập để thi tốt hơn ạ. Chúng em đã được giảm 1/3 áp lực về số lượng môn thi, ngoài môn toán văn thì chúng em còn có thể lựa chọn hai môn còn lại theo sở thích và lợi thế thi của mình. Giáo viên, nhà quản lý giáo dục cũng khẳng định, với cách thi cử như hiện nay, khi một số trường đại học tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, thì việc thay đổi phương án thi tốt nghiệp là cần thiết. Cái chương trình 2018 thì chú trọng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh, chứ không nặng nề về kiến thức, và các em phải tự chiếm lĩnh tri thức để hình thành cái năng lực và phẩm chất của chính mình. Vậy thì rõ ràng là cái việc mà thi 4 môn này nó giảm áp lực rất nhiều cho học sinh, kể cả cũng cái sự lo lắng cho phụ huynh. Việc thi hai môn bắt buộc sau đó cộng thêm hai là đó là một trong những yếu tố thuận lợi để cho các em sau này lựa chọn ngành nghề và có khả năng phát huy cái năng lực của mình trong quá trình học và thi cử. Kỳ thi này sẽ giảm bớt cái áp lực cho học sinh trong thi cử, nó cũng phù hợp với cái mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thì nhà trường sẽ tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, rồi tăng cường về công tác đảm bảo chất lượng và đặc biệt là đổi mới cái hình thức kiểm tra đánh giá theo cái phương châm là học thật, thi thật, dạy thật và kết quả thật. Riêng môn ngoại ngữ được đưa thành môn tự chọn vẫn có một số ý kiến băn khoăn, nhất là trong quá trình hội nhập. Thế nhưng từ thực tế của những người trong cuộc thì môn ngoại ngữ dù là bắt buộc hay tự chọn sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng dạy học. Giữa cái giáo dục ở miền núi và miền đồng bằng, vì là có rất là nhiều trẻ em ở miền núi nó không có cái điều kiện được tiếp xúc với ngoại ngữ từ sớm, đến khi chúng ta tổ chức một kỳ thi quốc gia mà vẫn phải là bắt các em là cũng thi ngang với các em học sinh ở có cái điều kiện tốt hơn, điều kiện học tập tốt hơn ở đồng bằng, thì các em ở miền núi nó sẽ thiệt thòi hơn. Dù không bắt buộc trong thi nhưng đối với việc học dạy học hàng ngày thì đã là bắt buộc rồi. Nhà trường cũng rất đầu tư về chất lượng giáo viên, về đổi mới phương pháp dạy học, đầu tư kinh phí, thiết bị và kiểm tra đánh giá đúng theo yêu cầu của chương trình phổ thông 2018 rồi. Hơn nữa, đối với môn tiếng Anh là công cụ để các em hội nhập và phát triển bản thân sau này. Cho nên kể cả không đưa vào thi tốt nghiệp thì các em, nếu những em nào có sở thích, có đam mê và có định hướng cho tương lai thì các em vẫn cứ học bình thường. Ngoại ngữ không còn là môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn xác định là môn học quan trọng, có tính bắt buộc ở các bậc học, từ lớp 3 đến hết bậc cao đẳng đại học. Và quá trình kiểm tra đánh giá sẽ hết sức chặt chẽ và đã có lộ trình. Điều quan trọng nhất của các nhà trường đó là phải thực hiện đúng quy định và có giải pháp quyết liệt để đảm bảo kết quả đầu ra theo yêu cầu của chương trình.